thương bay bảo em rằng phước đầy nhà, đây, đây nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa, đây vui biết sừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước mấy hài lòng. Không mở miệng được luôn. Sặc sặc quá hết ạ. Thật, vừa hát vừa không dám hở thở luôn anh chị ạ. Hai chồng nắng xanh để số cho em chị Nguyễn Yến nào. Diễn ơi để số giúp em với Diễn ơi. Hai chồng nắng xanh giảm hôm nay còn 500 ngàn thôi chị gái. Hỗ trợ với hai đêm bằng cách để số sớm bên dưới giúp hai đêm nha. Đào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, đề phòng, đề phòng. Với người hào hoa ít khi được tiếng tùy chung, người mang tiếng đeo vòng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Lên luôn. Cảm ơn chị Na, cảm ơn anh chị nhá. Dạ đúng rồi chị Cúc Quỳnh ơi. Em cứ tưởng mỗi em mà cuối cùng đến hai đứa luôn. Cảm ơn chị Nguyễn. Thiên Nguyễn. Cổ vũ chúng em anh chị ơi. Chúng bằng thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa, đời vui biết rừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước hài lòng, hài lòng giống người dân yêu của em cũng khá tùy chung, đời đâu biết mà ngờ. Đào hoa của anh chị. Ok chị Yên có số nào. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và cao mét một, ánh mắt đã tình nhiều cô si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung, người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, đẹp trai lưu bao duyên dáng, ánh mắt đa tình nhiều cô si mê. Hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, đề phòng ngay. Người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung, người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Ơi, cảm ơn chị. Chị Tía để số mua ông chú à chị ơi. Ok, cảm ơn chị Tía, cảm ơn chị Nguyễn Yến nha. Thấy ngoài đầy cửa luôn. Hay ai xịt hơi cay ta. Thật sự là vừa nãy là em em là em cũng đang ốm sẵn rồi. Thế là chúng em có trang phục đẹp này, tóc đẹp quá. Hôm nay tóc em có được không anh chị? Cảm ơn chị Bình nhá. Ok, nước hoa tuyệt lắm. Cảm ơn anh chị yêu nha. Nếu mà nước hoa đẹp thì anh chị lại bắt đầu lên số điện thoại để hai đứa em có thể nhiều động lực hơn để hát tặng anh chị. Và cũng là một thời gian cuối để chúng ta có thể gặp nhau rồi. Sắp offline rồi nha anh chị. Có những mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Đó, 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 đó. Ok, cảm ơn anh chị. Tóc đẹp à anh chị ơi. Hôm nay là Yến nó lâu nó không gặp em, nên là nó xúc động quá anh chị ạ. Khóc luôn rồi. Xúc luôn. Nước mắt nước mũi chảy ròng rìa rồi. Nước mắt nước mũi chảy đầm rìa rồi. Đấy gọi là tình cảm đấy anh chị ạ. Chào Bếp Phương. Chào Quý Long. Xúc động quá. Không có thành lời.
Đúng rồi anh chị ạ, thỉnh thoảng là cũng phải như vậy anh chị nhờ. À, anh chị ơi, à, nếu mà các anh chị mà vui với chúng em, còn anh chị mua gel de mer thì 350 một tuýp. À, và tối ngày hôm nay chúng em vui nên là hát tặng anh chị bài nữa để chúng ta vào chương trình tư vấn. Còn anh chị nào mà trước khi đến Tết muốn làm đẹp, muốn thơm tho với chúng em, có ngay chai nước hoa như anh chị nào chưa mua được thì chúng ta để số cho em nhá anh chị ơi. Cảm ơn chị Loan cổ vũ cho chúng em để gọi là về miền Tây rước em nào. Anh bắt cái kế đang ngóng trông em về. Qua ba mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tới quá chừng vậy ta? Em như hoa hậu anh thưa mây cầu để đón em. Đón em đi trên lưng châu ra nâu ở trên bờ đê. Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó qua đã có anh rồi. Bắt con kiến ở trên lầu cao mang chầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nong anh mang về em hết. Bình luận anh chị ơi, bình luận mới hát vui được. Rap nè. Ông Bảy đi lên nhảy kết dòng nhạc hương quê. Bắt đi chơi lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tụi mày phu thế. Đến đằng xa mà sao lòng khích nghịch. Chắc có lẽ là mày. Mà nếu thích anh là điều em chắc nịch. Thì mình còn gì đâu mà chê. Quá cầu rước ai? Ai đây? Rước Thúy nhá. Yên được không? Huỳnh được không? Hay là Cúc Miễn? Cúc đi, Cúc đi, Cúc luôn. Một cù lao xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng. Lỡ khoái anh thì nói một tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dãi dầu, mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mây cầu đi qua cầu để đón em nè. Đón mây cầu đi nhỏ lưng xíu lắc lư. Qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông à. Con kín ở trên lầu cao mang chầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nong anh mang về em đêm. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có, sẽ có nào em bên cạnh anh là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lâu này hay mai lá, thế giới có đổi thay thì vẫn chỉ yêu mình em. Ba la ba la, ba la si mê em. Tiếng lưng 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 đìa đìa lưng 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 lưng. Tiếng lưng 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 đìa đìa lưng 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 lưng. Tiếng lưng 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 đìa đìa lưng 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 lưng. Tiếng lưng 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 đìa đìa lưng 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 lưng. Bác cô ý hả? Đang qua cầu thì nó sập cầu. Gãy cầu. Gãy cầu mất tiêu. Đó các anh chị bình luận, các anh chị vào like đông vui. Hello anh chị yêu, các anh chị đang bảo hôm nay hai đứa em lại rực rỡ rồi. Cảm ơn anh chị nhá. Hôm nay các anh chị cùng lên nhạc và đặc biệt là lên những bài hát nào mà các anh chị yêu thích đi ạ. Bởi vì chúng ta cũng còn một thời gian rất là ngắn nữa thôi để mình có thể lên live với nhau và hát cho nhau nghe ạ. Cảm ơn anh Khánh Đăng, cảm ơn anh Trần Tùng, chị Quốc Huỳnh. Và rất là mấy ngày là chưa được lên live với các anh chị. Và hôm nay chắc chắn là cũng sẽ ngồi đây và cùng hát cho các anh chị những bài thật là vui nhộn nha anh chị ơi. Chào chị Bình Tư, chào chị Tuyền Nguyễn, chị Nguyễn Lan. Dạ đúng rồi anh chị, mình nhớ là chia sẻ giúp hai đứa em ngày hôm nay nha anh chị ơi. Hôm nay hai đứa em mà lỡ có sơ sót gì các anh chị thông cảm bỏ qua. Tại tụi em cũng không muốn nữa. Hôm nay là không biết là sao, chắc em mặc áo màu đỏ cho nên là cô ấy cho tí bột ớt vào cho nó cay nồng. Anh chị vừa hát vừa ngửi mùi bột ớt luôn. Rất là lâu mới có cảm giác hát nó vừa hát vừa cay như này anh chị ạ. Bạn thương bay bảo em rằng phước đầy nhà, đầy nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết sừng nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước mấy hài lòng. Không mở miệng được luôn. Sặc sặc một hớt à. Thật
vừa hát vừa không dám thở đâu anh chị ạ. Hai chồng nắng xanh để số cho em chị Nguyễn Yến nào. Chị Yến ơi, để số giúp em với chị Yến ơi. Hai chồng nắng xanh giảm hôm nay còn 500 ngàn thôi chị gái. Hỗ trợ với hai đêm bằng cách để số xuống sớm bên dưới giúp hai đêm nha. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình nhiều của si mê. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, đề phòng đề phòng. Bởi người hào hoa ít khi được tiếng tùy chung, người mang tiếng đeo vòng, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Lên luôn. Cảm ơn chị Na, cảm ơn anh chị nhá. Dạ đúng rồi chị Cúc Quỳnh ơi. Em cứ tưởng mỗi em mà cuối cùng đến hai đứa luôn. Cảm ơn chị Mẹ Thiên Nguyễn. Cổ vũ chúng em anh chị ơi. Chúng bằng thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dừng nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Hài lòng, hài lòng giống người dân yêu của em cũng khá tùy chung. Đời đâu biết mà ngờ. Đào hoa của anh chị, ok chị Yên có số nào? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và cao mét một, ánh mắt đã tình nhiều của si mê. Có chồng hào hoa chúng ta từng phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thùy chung. Người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, đẹp trai phong lưu và duyên dáng, ánh mắt đã tình nhiều cô si mê. Chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, đề phòng ngay. Người hào hoa ít khi được tiếng thùy chung. Người mang tiếng đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Ơi, cảm ơn chị. Chị Tía để số mua ông chúa chị ơi. Ok, cảm ơn chị Tía, cảm ơn chị Nguyễn Yến nha. Thấy ngoài đầy cửa luôn. Hay ai xịt hơi cay ta. Thật sự là vừa nãy là em em là em cũng đang ốm sẵn rồi. Thế là chúng em có trang phục đẹp này, tóc đẹp quá. Hôm nay tóc em có được không anh chị? Cảm ơn chị Bình nhá. Ok, nước hoa tuyệt lắm. Cảm ơn anh chị yêu nha. Nếu mà nước hoa đẹp thì anh chị lại bắt đầu lên số điện thoại để hai đứa em có thể nhiều động lực hơn để hát tặng anh chị. Và cũng là một thời gian cuối để chúng ta có thể gặp nhau rồi. Sắp offline rồi nhanh. Đi qua lối đó, 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 đó. Ok, cảm ơn anh chị. Tóc đẹp hả anh chị ơi? Hôm nay là Yến nó lâu nó không gặp em, thế là nó xúc động quá anh chị ạ. Khóc luôn, khóc luôn rồi. Khóc luôn. Nước mắt nước mũi chảy ròng rìa rồi. Nước mắt nước mũi chảy đầm rìa rồi. Đấy gọi là tình cảm đấy anh chị ạ. Chào bếp, bếp Phương. Chào Quý Long, chào Phòng Loan, chào chị. Xúc động quá, không nói thành lời. Đúng rồi anh chị ạ, thỉnh thoảng là cũng phải như vậy anh chị nhờ. Anh chị ơi, nếu mà các anh chị mà vui với chúng em, con anh chị mua gel de mer thì 350 một tuyếp. Và tối ngày hôm nay chúng em vui nên là hát tặng anh chị bài nữa để chúng ta vào chương trình tư vấn. Còn anh chị nào mà trước khi đến Tết muốn làm đẹp, muốn thơm tho với chúng em, có ngay chai nước hoa như anh chị nào chưa mua được thì chúng ta để số cho em nhá anh chị ơi. Cảm ơn chị Loan cổ vũ cho chúng em để gọi là về miền Tây rước em nào. Anh bắt cái kế đánh ngóng trông em về. Qua ba mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tới quát chừng dậy ta. Em như hoa hậu anh thưa mây cầu để đón em. Đón em đi trên lưng trâu ra nâu trên bờ đê.
Về nhà mà sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó qua, đã có anh rồi. Bắt con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nong anh mang về em hết. Bình luận anh chị ơi, bình luận mới hát vui được. Rap nè. Ông Bảy đi lên nhảy kết dòng nhạc hương quê. Bắt đi chơi lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tụi mày phu thế. Đến đằng xa mà sao lòng khích vịt. Chắc có lẽ là mày. Mà nếu thích anh là điều em chắc nịch. Thì mình còn gì đâu mà chê. Quắc cầu rước ai? Ai đây? Rước Thúy nhá. Yên được không? Huỳnh được không? Hay là Cúc Miễn? Cúc đi. Cúc luôn. Một cù lao xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng. Lỡ khoái anh thì nói một tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng giấy dầu. Mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em nè. Đón ngay cầu đi nhỏ lên xíu lắc lư. Qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông à. Ôi mấy nhịp cầu tre bắt con kín ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nong anh mang về em đếm. Chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có. Sẽ có đâu em bên cạnh anh là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lâu này hay mai lá. Thế giới có đổi thay thì vẫn chỉ yêu mình em. Ba la ba la si mê em. Tiếng linh 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 đìa đìa linh 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 linh. Yo. Tiếng linh 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 đìa đìa linh 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 linh. Tiếng linh 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 đìa đìa linh 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 linh. Tiếng linh 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 đìa đìa linh 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 linh. Oh yeah. Bác cô ý hả? Đang qua cầu thì nó sập cầu. Gãy cầu. Gãy cầu mất tiêu. Đó, các anh chị bình luận, các anh chị vào like đông vui.